Hải Bình xin kính chào quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Hashtag Show. Thưa quý vị, cũng như Kim Luân và Quỳnh Trang thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy được có rất nhiều bạn trẻ hashtag những dòng về thành tựu của mình và những hình ảnh và những video mà tỏ ra những cái tình cảm của mình cho thành tựu đó. Thì tiêu cực cũng có và tích cực cũng có. Thì trong những cái hashtag đó thì Quỳnh Trang thấy là mình cảm thấy như thế nào về những cái tình cảm những bạn trẻ ngày nay mà dành cho thành tựu của mình, nó có phù hợp với Trang hay không, hay là nó quá mức là mình không chịu được nổi hay sao? Thực sự thì nói về văn hóa thần tượng nó có muôn vàn muôn chuyện để mà nói. Nó cả có cả những mặt tích cực và những mặt tiêu cực, mà thôi mình nói trước về cái mặt tiêu cực của nó đi. Nó xấu. Yeah, cái gì mà nó thẳng sang trước đã. Ok. Thực sự thì cái khoảng thời gian mà Trang được làm việc ở Việt Nam á, mình chứng kiến rất là nhiều chuyện về cái văn hóa thần tượng của bạn giới trẻ hiện nay ở Việt Nam. Ví dụ như một cái điển hình là vào năm 2012 khi mà ca sĩ Biren, không biết là chắc hả? Dạ. Thì khi mà anh ấy về Việt Nam để biểu diễn thì các bạn cổ động viên, các bạn fan, các bạn thấy được cái ghế của ảnh ngồi thì lập tức khi mà ảnh vừa mới đứng dậy lao vô hung cái ghế đó, hung tới hung tấp luôn. Thế là bị sốc, Trang bị sốc. Hung cái ghế hả? Hung cái ghế chứ mà hung cái ghế. Hung cái ghế chứ mà hung anh Biren. Rồi xong cái ly gánh uống nước thì hạp nhào lại tranh giành cho bằng được cái ly đó để về để làm giữ làm món quà của mình để mình lưu trữ lại. Hoặc không là một cái chuyện khác là một cái bạn bạn đó viết ở trên trang mạng về cái chuyện là ba mẹ của bạn đó xé những cái hình thần tượng của bạn đó, mà hầu như những cái câu chuyện đó là về K-pop không mà fan của nhạc Hàn Quốc không mà thì ba mẹ của bạn đó xé những cái tấm hình của thần tượng của bạn đó và bạn đó lên bọn nó chửi, bạn đó xưng ba mẹ bạn đó là thằng và tôi. Bạn đó có thể sẵn sàng bọn nó giết ba mẹ bạn đó chỉ vì xé những cái hình tượng. Không, anh cũng biết các trường hợp bên bên Hồng Kông là có gia đình kia để dành tiền để mua vé cho con gái của họ đi xem Lữ Đức Hòa. Và cuối cùng đi gặp Lữ Đức Hòa không được thì cô ta buồn quá, cô ta nhảy lầu tự tử. Cái đó là nó đi quá xa rồi. Mình thần tượng ai thì mình có thể mình giữ trong lòng, yes, mình có thể mình mua đồ của người đó, mình collect nhạc của người đó, hay là ngay cả mình bắt chước người đó đi thì anh thấy cũng ok. Mà đừng đi cái dạng mà mình không được gặp mặt hay là không được chạm hay không được rờ tới, bắt đầu mình đâm ra mình bực bội những người xung quanh, sau rồi mình kiếm chuyện với những người xung quanh mình. Thậm chí cả việc nhảy lầu mà cũng làm được thì anh không hiểu là sao. Vậy nè, Hải Bình đang rất hiểu cảm giác của mình Trang bên Kinh Luân hiện nay, đó là không hiểu tại sao nó xảy ra. Nhưng mà vậy nè, nếu mà nói một cách đơn giản là khi chúng ta yêu đi, chúng ta yêu người đó thì đâu ai biết được, đâu định nghĩa được yêu thế nào đúng, thế nào là sai. Khi yêu rồi thì mình làm chuyện khùng điên ba trợn gì đó, mình không biết được mình đang làm gì nữa. Thì cũng giống trường hợp những bạn trẻ như thế này, là họ yêu thần tượng của mình quá mức. Cái tình yêu đó nó đi xa so với những gì, những cái cảm nhận xung quanh về bạn bè, gia đình mình nữa, mà nó đi quá mức rồi. Thì họ mới tạo ra những cái hậu quả ghê gớm như vậy. Thì suy cho cùng thì đó cũng là tình yêu mà họ bị mù quáng mà thôi. Anh nghĩ cái đó không phải là tình yêu. Tại vì tình yêu phải có hai chiều. Tình yêu đơn phương hay yêu đơn phương? Thế là người ta không biết em là ai. Em hiểu không? Đâu ai biết Bình là ai và người ta không biết anh là ai. Cái gì? Thí dụ mà Bình tỏ Bình yêu người khác mà người khác biết là Bình yêu họ thì người ta sẽ trả lời thẳng thắn là ồ, mình không hợp nhau hay là mình gì đó. Nhưng mà đằng này người ta chả biết mình là gì cả. Nhưng mà anh chưa tưởng tượng được cái mức độ mà khi những người fan đó mà họ yêu thần tượng mình, họ có thể làm những gì khủng khiếp đâu. Cái kỵ mà Trang nói mà Biren ở Việt Nam đó là bạn trẻ lên leo ghế hung này nọ gì, thì đó chỉ mới là một phần nhỏ của cái sự điên cuồng mà khi mà fan dành cho thần tượng của mình. Ở bên Hồng Kông á, cũng trong cái đợt lưu diễn đó là fan bên Hồng Kông, thưa quý vị, là họ gom tiền lại với nhau, họ đính những hạt kim cương thật luôn lên cái micro để tặng cho Biren trong kỳ đó luôn. Đó. Nhưng mà các bạn đó thần tượng có văn hóa. Đúng rồi. Còn những bạn á, có những bạn là nhéo, đến là gần để nhéo thần tượng của mình thôi á, cấu béo các thứ. Đó là ở Việt Nam đó. Và thần tượng người ta sợ liền. Đó là những fan những cái ca sĩ Hàn Quốc, người ta về là một lần thôi, người ta không có dám qua. Ở đây anh có biết một người tại trong cái chỗ làm của mình rất là thần tượng Big Bang. Mà nhất là anh Top. Được tin anh Top đi lính bắt đầu là buồn, bắt đầu suy nghĩ rồi, chắc khóc quá, buồn quá, anh Top đi rồi. Ai? Anh biết người đó. Trang diễn cũng... kiến. Thì cũng chưa hẳn đâu, tại vì Hải Bình hồi xưa cũng đọc nhiều tin tức về những cái bạn gọi là fan cuồng á, thì nó có nhiều mức độ lắm quý vị. Khi mà cái sự
cuồng nhiệt đó mà nó giữ ở cái mức độ là mình chỉ giữ riêng mình thôi á, thì nó không sao. Nhưng mà một khi nó vượt qua cái giới hạn về sự điên cuồng mà nó ảnh hưởng tới gọi là physical, đời sống của mình, physical của thành tựu mình và của bản thân mình luôn, thì nó là sai. Có những bạn trẻ ở Hàn Quốc luôn là họ đóng những cái booth trước cửa những cái trung tâm giải trí đó để chờ được thành tựu mình đi ra đi vô để gặp để mà la hét vậy thôi, là họ dựng hẳn cái booth. Thưa quý vị học sinh thì chúng ta là biết là đâu có tiền bạc gì đâu, đâm ra là cứ dựng lều ở đó từ sáng đến chiều, học bài làm bài cũng ở đó luôn, khủng khiếp không? Nhưng mà đó vẫn chưa là nguy hiểm. Có những bạn trẻ còn nguy hiểm hơn nữa là bị yêu điên cuồng quá rồi sao đó mà phải gặp bạn được mà không gặp không được nữa, thì sẽ làm những hành động như là trái pháp luật, như là gửi những bức thư bằng máu nè, rồi những cái vật dụng nguy hiểm gì đó đến thành tựu của mình, thì nó đi quá xa. Theo như Trang đọc một cái nghiên cứu á, là các bạn mà bị thần tượng hóa quá mức mà mang cái hướng tiêu cực á, là do các bạn tự ti với bản thân của mình. Các bạn muốn tìm một cái thế giới mà nó đẹp, nó lộng lẫy, thì thần tượng là người đáp ứng hết. Lúc nào thần tượng cũng đẹp, cũng lộng lẫy, cho dù thần tượng không có an ủi những khi em buồn, những khi em có điểm thấp, đúng không? Tại vì mình thường thường mình thấy là thần tượng thường thường là trên TV. Trên TV thì cái gì cũng đẹp. Ngoài đời thì mình không biết họ làm gì, nhiều khi họ làm gì xấu mình cũng chẳng biết. Tại vì thường mình thấy những cái gì đẹp nó lên TV hết. Bởi vì mình, lúc nào mình cũng nghĩ trong đầu là ồ, cái người này cuộc sống người ta đẹp quá, nó hoàn hảo quá đi. Mình muốn giống cho người ta. Nhưng mà anh nghĩ là ở ngoài đời cũng người ta cũng như mình thôi. Dạ đúng rồi. Anh đã làm trong cái công việc này cũng gần 10 năm, thì anh thấy ca sĩ, ngay cả Việt Nam mình, thần tượng ca sĩ Thúy Nga hay Asia đi. Thì lúc mà mình rất là muốn gặp người ta để mà nói chuyện, để mà được chụp hình chung này nọ, nhưng mà sau hậu trường thì mình ngồi nói chuyện với người ta thì người ta cũng chẳng gì mình, chẳng khác gì mình cả. Người ta có thể mặc đồ đẹp hơn mình trên sân khấu, nhưng đẹp mà hơn sau mình, đó giàu hơn mình, nhiều xe hơn mình, nhiều nhà hơn mình thôi, vậy thôi, đâu có gì đâu, vậy thôi, đâu có gì đâu. Thì anh Luân nó cũng đúng, nhưng mà chúng ta nên nghĩ tới cái vấn đề về dùm cho chuyện của Hoa Kỳ đi. Thì thưa quý vị, những cái tên tuổi nổi tiếng như hiện nay đó là đại khái như là Nicki Minaj hay là Justin Bieber đi, thì số lượng fan khủng của họ nó khủng khiếp thưa quý vị. Và những hành động của những cái fan cuồng của những tên tuổi lớn như vậy nó còn dã man hơn là của Hàn Quốc nữa. Thưa quý vị, là Hà Bình có hồi xưa có đọc một bản tin, đó là một cái bạn trẻ hồi đó đang cái quần lót hay cái gì đó mà của một trong những thành viên của nhóm One Direction gì đó, đem lên eBay một quần lót mà he kêu là cái quần này là của chính chủ, là của một thành viên trong nhóm One Direction, và đấu giá mà thưa quý vị lên tới mười mấy 20 ngàn luôn. Wow. Mà có người sẵn sàng mua, nó crazy đến mức độ đó luôn. Thì chứng tỏ không chỉ ở châu Á và những Hàn Quốc hay không đâu thưa quý vị, ở ngay Hoa Kỳ này, ở những đất nước mà gọi là tiên tiến về suy nghĩ đi chăng nữa, vẫn có những người điên cuồng yêu thần tượng của mình một cách điên cuồng. Ai cũng có cái thần tượng riêng của mình. Yes. Nhưng mà mình làm sao mình biểu lộ cái cảm xúc của mình hay cảm giác của mình cho nó có văn hóa tí. Nói chung là như vậy. Mà thì đúng, mình nói về tiêu cực xong mình cũng phải nói về hướng tích cực một xíu. Tích cực. Là theo Giang nghĩ là ok, thần tượng của mình là lúc nào cũng đẹp đẽ, thì muốn anh ấy vui hoặc muốn cô ấy vui thì mình phải cố gắng học thật tốt cho những bạn trẻ, dành cho những bạn trẻ. Mình phải cố gắng để làm như thế nào để thật thành công, để mình có thể đến gần hơn được với anh hoặc là với chị ấy. Nhưng đặc biệt những cái bạn trẻ mà các bạn đang đi học á, khi mà phụ huynh thấy được con mình bắt đầu chớm thích một ai thì phải bắt đầu để ý con mình liền, để hướng con mình theo đúng cái suy nghĩ và cái hành động. Chứ một khi mà đã để mặc các bạn đó tự thích, tự yêu, tự ghét thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ nói sao bây giờ thưa quý vị, Quỳnh Trang với anh Quỳnh Luân á, bây giờ even Hải Bình chăng nữa, ba đứa mình là đạt đến cái độ tuổi gọi là hơi chín chắn rồi. Hát rồi. Chúng ta qua cái tuổi gọi là yêu điên cuồng bất chấp để yêu rồi, nên mà là chúng ta không hiểu được cảm giác của những đứa trẻ. Mà anh vẫn có thần tượng. Thì đó em nói vậy. Thì chúng ta qua cái cảm giác rồi, nhiều khi mà quên mất đi là mình cũng đã từng điên rồ như thế, mình cũng đã từng gọi là yêu thích ai mà khủng khiếp như vậy. Nên là khi chúng ta, con chúng ta đang lớn lên mà có những cái tình cảm như vậy á, thì mình cũng nên hiểu là mình cũng từng như vậy. Và đừng áp đặt là mình nghĩ thế nào thì con mình nghĩ thế đó, nó không đúng. Anh Kinh Luân thì thấy thế nào? Tại vì anh ở Mỹ cũng lâu rồi, anh cũng đã từng rất thích nhiều những ban nhạc của thập niên 80 này nọ, thì 80, 90. 90. 80. Anh là 70 chứ. Buồn quá. Thì anh
cho tới tận bây cho tới tận bây giờ nha, anh cũng thành tựu ở Tết rất là nhiều. Ngay cả mình mặc đồ cũng mình cũng bắt chước, hay là mình để kiểu tóc cũng bắt chước. Nhưng mà mình không có quá. Em nghĩ mình đừng làm lố quá thôi. Đừng làm giống như mà ví dụ như Sơn Tùng. Anh nói thẳng, em có thần Sơn Tùng thần tượng một người nào bên Hàn Quốc? Yes, em có thể bắt chước, nhưng mà đừng có làm lố đến độ mà người ta phải nói là ồ, thằng này là bản mẫu của thằng này. Cái đó là mất đi cái cá tính của em rồi. Thưa quý vị, chốt lại chương trình vừa rồi thì theo ý kiến của Quỳnh Trang và anh Kinh Luân thì khi chúng ta thần tượng ai đó thì chúng ta nên giữ một cái ý thức nhất định và có văn hóa. Còn riêng Hải Bình đó, thì thưa quý vị, thì chúng ta một khi yêu ai á thì làm hết mình, chơi hết mình, kiểu như là cứ làm đúng theo cảm giác của mình, nghĩ thế nào làm như thế nào, miễn sao là đừng có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, sức khỏe của ba mẹ mình và sức khỏe của chính thần tượng mình, và làm những điều trái pháp luật mà thôi. Còn cách thể hiện của chúng ta, dù trẻ hay lớn, già trẻ, muốn như thế nào, yêu cỡ nào thì cứ việc thoải mái mà bày tỏ tình yêu của mình với thần tượng của mình, thưa quý vị. Và đó là chương trình Hát Tác Show của đài VanTV. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau của chương trình Hát Tác Show. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị.